người thầy giáo này thế nào. Không biết các bạn nữ giống mình không, cực kỳ thích lấy áo của ba và em trai mình. Đây là áo của em mình. Mình thấy nó cứ thoải mái kiểu gì vậy nên là mình mặc luôn. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và video này hiện tại được quay vào lúc 9 giờ tối, tại vì mình nhận ra là ngày mai mình phải đi làm rồi. Và cái cuốn sách này nè, mình đã dùng một ngày trời để đọc nó. Cơ bản á, là tại vì cuốn sách này quá hay đi, nó kiểu nó hay lắm mọi người, nó không phải là những cái cuốn sách mà bán hàng mà tại sao công ty thất bại, tại sao công ty thành công, bạn phải làm gì, bạn phải làm như thế nào để trở nên hoàn hảo. Ủa mà nãy giờ mình chưa giới thiệu gì hết. Thôi lại đi. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Thì tại sao cái video này nó hơi rung, đó là vì những con mèo nó đang quằn quại dưới cái chân máy. Video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một cuốn sách rất hay mà mình đã mua lâu rồi, nhưng mà cái đợt nghỉ này thì mình mới có thời gian đọc, đó là Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai của Napoleon Hill. Nói về tác giả này, mình nghĩ là nó rất là phổ biến, khá là nổi tiếng và nó không xa lạ gì đối với những bạn trong cộng đồng hay đọc sách. Tác giả đã có rất là nhiều cuốn hay như là Tư Duy Tích Cực, Những Nguyên Tắc Vàng của Napoleon Hill, Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực, Biết Biết Làm Giàu, Nghĩ Giàu Và Làm Giàu. Và mình còn có một cuốn nữa là Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn, của nó cũng cực kỳ hay luôn. Để mình xem coi là mình còn để ở trong tủ sách không hay là nó đã bị mượn rồi, thì mình sẽ review cho các bạn vào một video sau. Nó sẽ là Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai. Mình gặp được cái cuốn này trong cái lúc mà một cái boss dạng như kiểu là những cuốn sách mà các bạn phải đọc. Mình chả hiểu tại sao 2022 rồi nhưng mà mình vẫn bị thu hút bởi những cái boss đó, là những cuốn sách các bạn phải đọc. Nhưng mà thực tế thì trong những cái cuốn đó đã có tới 2 cuốn mà mình vô cùng là ưng ý, đó là cuốn này và cuốn Giống Hết Trái Tim mà mình đã review rồi đó. Mình sẽ để link ở đâu đây nếu như các bạn quan tâm. Thì nó là sao ta, các bạn có biết Henry Ford, để Google đọc coi tên có đúng hay không. Henry Ford thì đây là một nhân vật vô cùng và nổi tiếng, và đây là một nhân vật sẽ xuyên suốt trong cái cuốn sách này. Không phải là tác giả nói là mọi người phải học anh ấy như thế này thế kia, mà đây là một cái nhân vật tác giả đã theo dõi, đã nhìn được từ từng cái bước phát triển, từ lúc ông Henry này chưa có gì cho tới lúc thành công vang dội như bây giờ. Nhưng mà nó không phải là về tiểu sử của Henry Ford, mà nó là một cái ví dụ minh họa cho những cái lý thuyết mà tác giả đưa ra. Nhưng không phải lý thuyết là nó sáo rỗng, mà nó kiểu như mấy cái cuốn sách self-help bây giờ, là các bạn sẽ phải như kiểu là bạn ơi đừng buồn nữa, bạn ơi hãy cười lên, không nhé, nó hay lắm mọi người. Mình cũng không biết phải nói làm sao với các bạn. Nó sẽ là một cái gì đó hướng dẫn các bạn bán hàng, nhưng mà nó không phải là chia sẻ về những cái mưu mẹo, những cái thủ thuật bán hàng như là các bạn phải chốt đơn lúc mà tâm lý khách hàng như thế nào, hay là đục nước béo cò, hay là gió chiều nào theo chiều ấy, mà nó hướng tới một cái giá trị vô cùng là bền vững và lâu dài, đó là khi mình phải có niềm tin vào chính cái sản phẩm mình bán, và mình tin tưởng nó thì mình mới có thể truyền được cái năng lượng của mình đến với mọi người. Vốn dĩ thì cho dù ngành nghề nào đi chăng nữa thì mình nghĩ mọi người chúng ta đều là một người bán hàng thôi, mình đều muốn mang những cái tốt đẹp nhất, những cái giá trị của mình đối với mọi người. Nó như thế này nè, ta có thể xem Để Thế Giới Biết Bạn Là Ai là một khóa học đặc biệt về nghệ thuật bán hàng, bởi cách áp dụng tâm lý học trong đàm phán và buôn bán đến các phân tích chứng minh, các suy nghĩ tích cực và tất cả những điều quan trọng của nguyên tắc vàng đều được thể hiện trong cuốn sách này. Hãy dành ra một ít thời gian để đọc những trang sách này và các bạn sẽ hiểu được vì sao Napoleon Hill được xem là một trong số những triết gia kinh tế bậc thầy trong thời đại của chúng ta. Edison vĩ đại đã thất bại 10.000 lần trước khi ông tạo ra được bóng đèn điện dây tóc sáng rực. Vì thế, đừng vội nản lòng và bỏ cuộc nếu gặp thất bại một hoặc hai lần trước khi những kế hoạch của bạn thành công. Để có chân dung của ông. Cái mà tất cả mọi người đều cần chính là một tâm trí minh mẫn, một cơ thể tráng kiện và một mong muốn chân thành mang nhiều dịch vụ đến cho càng nhiều người càng tốt. Mình sẽ nói cho mọi người có một đoạn rất là hay như thế này đó. Đa số mọi người đều là những người bán hàng, một chính trị gia bán đường lối chính trị của mình cho chức vụ. Và chừng nào ông ta còn tại vị, ông ta phải tiếp tục bán đường lối ấy cho cử tri của mình. Người làm công ăn lương phải quảng bá chính mình để đi tìm việc, và nghệ thuật bán hàng phải luôn được duy trì sau khi anh ta đạt được công việc đó. Nếu một người đàn ông muốn vay một khoản tiền ở ngân hàng, anh ta phải làm cho giám đốc ngân hàng tin vào việc anh ta có thể trả được số tiền vay ấy.
Một giáo sĩ chào bán những bài thuyết giảng của mình và chính bản thân mình cho giáo dân của ông ta. Nếu ông ta là một người bán hàng kém cỏi, ông ta sẽ sớm nhận thấy chính mình phải tìm kiếm một sứ mệnh khác. Luật sư phải bán lẽ phải trái về vụ án của thân chủ mình với quan tòa và bồi thẩm đoàn. Thậm chí, khi anh ta biết rõ chẳng có lẽ phải trái nào trong vụ án mà mình đang theo đuổi. Một người đàn ông muốn kết hôn, anh ta sẽ phải bán được chính anh cho người phụ nữ mà anh chọn. Mặc dù thông thường thì người phụ nữ sẽ tự loại bỏ đi khá nhiều chướng ngại trong quá trình mua bán này. Mình phải mang lại cho người ta một cái giá trị gì đó thì mình sẽ nhận lại được một cái giá trị khác. Những ở đây mình chỉ có chương 4, đó là những phẩm chất cần phát triển của một bậc thầy bán hàng. Trang 88. Không phải là mình muốn trở thành một bậc thầy bán hàng hay là mình muốn trở thành một người có phẩm chất hoàn hảo, nhưng mà khi mà mình đọc cái chương này nè, xong mình cảm thấy là nó không chỉ là cần ở một người bậc thầy bán hàng, mà là tất cả chúng ta đều cần. Và đặc biệt đó là, mọi người đoán xem cái phẩm chất đầu tiên đó là gì? Mọi người đoán thử xem phẩm chất đầu tiên của một người bậc thầy bán hàng đó là sức khỏe. Này nha, sức khỏe, đây là điều kiện bắt buộc phải có, vì cả tâm trí và cơ thể sẽ không thể hoạt động tốt nếu thiếu sức khỏe. Thế nên, các bạn nhất định phải chú ý đến thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, luyện tập thể dục cũng như môi trường sống của mình để có thể giữ được một nền tảng sức khỏe tốt nhất. Và rồi lúc mà mình vô cái chương này, mình đã những điều quan trọng để trở thành một bậc thầy bán hàng, mình nghĩ có khi nào là lý thuyết, là chuyên môn, là kỹ năng, là kiểu lương lẹo này kia, nhưng không, đó là sức khỏe và nó là thực tế luôn mọi người. Làm gì chúng ta cũng cần phải lưu ý tới sức khỏe và sức khỏe đâu, sức khỏe. Điều thứ 7, và đây là câu chuyện thực tế của mình. Niềm tin vào mặt hàng hoặc dịch vụ. Người bán hàng siêu việt không bao giờ cố gắng bán thứ sản phẩm mà anh ta không tin tưởng, bởi vì anh ta biết rằng tâm trí mình sẽ truyền tải sự thiếu tự tin đến tâm trí của khách hàng tiềm năng, cho dù anh ta có nói gì về những hàng hóa đó đi chăng nữa. Đây là một điều cực kỳ chính xác luôn, và mình phải xác nhận điều đó. Có nghĩa là khi mà mình bưng cháo cho mẹ mình ấy, cái hỏi là cháo để ngon không em, hoặc là có gì ngon không em, trời mình kìa. Ôi em thấy á, ví dụ như đặc biệt nhất á, thì quán sẽ có cái này, còn là em thấy cái gì cũng ngon hết. Nhưng mà mặt mình kiểu hớn hở, mọi người mỗi lần nhắc đến đồ ăn á, là mắt mình sẽ rực lên như thế này nè. Tại vì mình thấy nó ngon thật sự luôn á, mặc dù mình bán cháo, nhưng mà phải tâm sự một tế là mặc dù mình bán cháo nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Tại vì hôm nào cũng ăn cháo thì ngán, nhưng mà lâu lâu, một tuần 3-4 bữa mình ăn lại cháo mà vẫn thấy ngon á, mình chả hiểu tại sao. Nhưng mà mình thấy nó ngon, xong rồi mình kiểu ôm cháu ngon lắm. Nếu như mọi người hôm nay không biết ăn gì thì mọi người nên ăn thử cháo, ăn cháo đi. Có một lần hồi đó mình đi bán bất động sản năm 2 á, lúc đó mình rảnh mà mình cũng muốn tìm mentor, mình cũng muốn thử một công việc mới. Xong rồi mình đi bán bất động sản, mọi người biết bán mấy cái dự án chung cư không? Có nghĩa là chủ đầu tư sẽ đưa cho các sàn nhỏ và các sàn nhỏ sẽ đi bán. Rồi mình đầu quân trong một cái sàn đó, thì lần đó là mình gặp được mentor của mình. Nhưng mà mọi người biết, kiến thức không có là mình đã không tự tin vào mình rồi. Sản phẩm bán những cái dự án hình thành trong tương lai mà, nên là đó là tài sản hình thành trong tương lai. Mà lúc đó mình lại không có kiến thức, mình không có định hình được nó là sẽ mang lại giá trị như thế nào. Nói chung là lúc đó mình đối với tiền tệ, đối với tài chính nó là một cái gì đó xa lạ lắm. Nó chẳng ra là mình không có tự tin về kiến thức của mình. Nên là tới lúc mình bán ấy, mình có một cái sự ngập ngừng, ấp úng khá nhiều. Và những cái dự án mà nó tốt á, thì mọi người đã mua hết rồi. Mọi người ức ơ và amateur như mình á, thì dễ gì mà bán được những cái dự án đó. Tại vì nó ngon, nó tốt thì mấy anh chị đã bán hết rồi. Sau đó mình bị đẩy xuống bán những cái dự án mà nó ảo ảo một tí. Chính mình là người bán nè mà mình thấy cái sản phẩm đó nó cũng không có tốt, nó chưa có đạt được cái mức độ mà mình mong muốn để mà mình có thể giới thiệu đối với mọi người. Và cái hình thức mà mình bán cái năm 2 mình đi học đại học đó là telesale nè, mọi người biết à. Dạ alo, em chào anh chị, em là Trang, em gọi từ công ty 3.3. Ấy có một sản phẩm rất nền, rất tốt mà em muốn giới thiệu cho anh chị đầu tư. Nó xong hết rồi. Ủa tốt mà em tốt cho em không? Nói cả nhà dòng họ em đầu tư đi. Oh my god. Nó
nó là những câu chuyện buồn mọi người. Nên là khi mà mình buôn bán một cái sản phẩm nào đó, mình muốn bán, muốn giới thiệu nó cho khách hàng á, thì khách hàng nhìn một cái là khách hàng biết có tốt hay không. Không phải là tốt hay không mà cơ bản mình thấy nó tốt thì mình bán cho người ta nó mới tốt, nó mới truyền được cái năng lượng tích cực đó với mọi người. Còn mình thấy cái sản phẩm nó không tốt, mình kêu ồ tốt lắm, nhưng mà trong thâm tâm của mình ôi không tốt, ôi anh ơi đừng mua. À thôi anh mua cũng được, em sẽ có tí hoa hồng, nhưng mà thực sự là nó không tốt. Anh mua xong rồi sau này đừng bắt bẻ em, kiểu bán hàng xong cái chặn số luôn. Không phải là công việc nào cũng sẽ phù hợp với tất cả mọi người, nhưng mà đa số trong một vài trường hợp thì chúng ta sẽ phải bán một cái gì đó, sell chính bản thân của mình để tìm được một công việc phù hợp. Hoặc là tìm vợ tìm chồng thì mình cũng phải sell bản thân của mình để cho đối phương thấy là mình là đối tượng thích hợp, thì đối phương mới bật đèn xanh cho mình. Ở đây nó sẽ có 4 chương. Chương 1 là các nguyên tắc tâm lý học thực hành được sử dụng cho đàm phán, rất hay. Chương 2, nghệ thuật bán hàng trong tiếp thị dịch vụ cá nhân, quá hay. Chương 3 là những điều bạn có thể học được từ Henry Ford. Đó, đây là cái chương mà mình có nói từ đầu tiên. Có nghĩa là Henry Ford đã dùng để là một ví dụ cho những cái điều mà tác giả nói ở chương 1 và chương 2 thôi. Và nó không phải là những cái gì nó cao siêu, nó lạ lùng, nó hay lắm mọi người. Và chương 4 đó là quy tắc đắc nhân tâm trụ vững cho hơn 4.000 năm. Mọi người có tò mò không? Đó là đắc nhân tâm mà trụ vững trong hơn 4.000 năm đó là gì? Trong khi chính quyển đắc nhân tâm cũng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều với nhau, nó là cái gì? Nhưng mà đắc nhân tâm trong này hay và hợp lý và cực kỳ hay luôn. Mình không muốn tốn mười mấy phút trong cuộc đời của mọi người để mà không nhận được một cái tác dụng gì. Nên là nếu như mà các bạn đang gặp một cái vấn đề nào đó trong việc sell chính bản thân của mình, đầu tiên là mình phải sell bản thân của mình trước. Hoặc là gặp một vấn đề nào đó trong cái việc đàm phán, thương lượng hàng ngày, thương thuyết hàng ngày, trong việc buôn bán hàng ngày á, thì mình nghĩ là đây sẽ là một cuốn sách hay và hợp lý. Và mặc dù mình đã đọc xong rồi, đọc qua rồi, nhưng mà mình cũng sẽ đọc lại, ngẫm đi ngẫm lại. Tại vì mỗi lần đọc mình sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm mới, nhiều kiến thức mới. Chỉ còn mỗi lần nào mình đã học được thêm một tí nữa thôi á, thì kiến thức của mình nó sẽ tốt hơn thêm một tí nữa. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Rất mong là các bạn có thể đóng góp ý kiến để giúp mình phát triển kênh của mình, phát triển ngày càng tốt hơn nữa. Và hướng tới một cái vấn đề là các bạn sẽ không có bị lãng phí thời gian khi mà dành thời gian xem video của mình. Và nếu các bạn muốn mình review một cuốn nào đó thì hãy bình luận ở dưới đây, mình sẽ cố gắng review nó một cách tốt nhất, hoàn thiện nhất và nhanh nhất có thể. Và cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.